Rồi, trước kia vào video Bảo muốn nói vài lời đến anh em ha. Tại vì mấy hôm nay là mưa bão quá anh em ơi, thời tiết nó không có thuận lợi đó. Lâu lâu đụng ngày nắng, nắng xíu, không được ngày nữa. Mình có đem đám gà ra để phơi nắng nè, cho nó cân bằng nhiệt độ anh em. Để hôm nó lạnh quá cũng không tốt cho con gà ha, nó dễ bệnh này kia, đúng máu đâu không có. Với lại mấy bữa nay mưa liên tục nè, rồi mình không có làm clip sổ để mà đăng bên Zalo được, anh em thông cảm. Với lại một phần nữa là mối của mình á bắt hết rồi. Tớp này cũng chưa có lên kịp, anh em theo dõi ha. Rồi trong tuần này clip sau mình sẽ đăng cái mặt của gà mini game lên ha. Trong clip này mình không quay em nó lên, thì anh em cứ bình luận thoải mái đi, bình luận liên tục đi ha. Mỗi clip mình đăng là anh em được bình luận một lần, thì anh em nào may mắn thì cuối tuần mình sẽ xổ số và đưa ra kết quả ha. Đây còn này nọc này với con xám, anh em đừng hỏi, trời ơi gà nọc tôi. Có gửi ta nhiều lắm mà bắt lại hết một hai bộ nọc rồi anh em. Giờ nhà cũng trống rồi, bởi vậy cản nhà. Rồi anh em có dặn gà mình á, hay là muốn mình tiễn gà giùm á, anh em gọi thẳng Bảo ha. Nếu như được thì có, Bảo sẽ gửi cho anh em coi tham khảo. Ok thì anh em bắt ha. Còn không được thì từ từ để chuyến sau gà lên rồi mình có mình gửi đến anh em. Chứ số lượng anh em bắt cũng nhiều quá. Nấu nước là thấy hai anh mối ở Sài Gòn bắt là hết gà rồi. Một người bắt là mấy con. Chơi tỷ lệ thắng cũng cao á. Bởi vậy người ta ưng gà, người ta đòi ủng hộ tiếp nữa. Thì gà mình lên cỡ nào lên mà bắt kiểu đó là cũng không có đủ. Tại mình cũng vừa vừa, đâu có lớn lắm đâu anh em. Chủ yếu là gửi gà cản á, thì cứng mới được, chứ tơ quá sao giao anh em. Sổ xẹt đồ, rồi nuôi, thời gian nuôi nữa, rồi phân loại ra để giao anh em. Còn mấy anh đó mối dạng mối rồi, mối bắt nhiều. Nhiều là mình đâu có tính loại một này kia đâu, người ta bắt là có con này có con kia, đâu có tính gà loại một gà tầm trung được, thấy không? Nhiều khi mình bán lẻ mặt may mình tính được. Còn này mối bắt là nhiều quá, chục 20 con mà vẫn thiếu, thấy không? Thì mình để một giá thôi nè. Hôm nay nè đi vô chuồng trong đây nè, có quay mấy gà tơ mới lên nè, không? Mấy con này về chưa vô chế độ nữa anh em, phải cứng nữa, vô chế độ phơi nắng được không? Để từ từ có đi, rồi Bảo sẽ lên clip gà ha. Giờ không có anh em kêu Bảo lên, Bảo cũng đâu có gà đâu lên. Rồi hẹn anh em một ngày gần nhất ha, để từ từ đi, rồi Bảo có gà Bảo mới đăng được, anh em thông cảm ha. Còn anh em muốn nhận gà thì anh em alo Bảo đi. Còn mini game ha, mini game tuần nào Bảo cũng tổ chức ha anh em. Anh em cứ tham gia đi những clip mới nè. Rồi, cảm ơn anh em. Anh em cho Bảo một like và một lượt đăng ký ha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ bên Bảo trong thời gian qua. Rồi, tạm biệt anh em ha. Chúc anh em một ngày tốt lành ha.